Rồi, trên này tàu cá như thế nào? Ê, ơi, bố cây. Chết. Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mùng 4 xuất hành. Mình đang đứng tại đầu dàm luôn nha anh em. Chiếc này là chiếc tàu cái nha anh em. Này chạy xuất hành. Lái chiếc nha. Giờ lái chiếc. Chiếc này bề ngang nó khoảng 4 mét rưỡi đổ lại nha. Chiều dài thì chắc dưới 15 mét rồi. Mấy ghe này đi cỡ 3-4 ngày vô các bạn. Đây nhiều lắm. Bữa nay chạy cũng không có nhiều cho lắm đâu, cũng vài cặp thôi. Phải chạy phía bên này được nha. Phía bên đây là cái cồn nha. Vô là dính rồi. Chạy đường phía đó đó. Chạy theo mấy anh đó đó. Mới ra được dàm. Tại cái lòng lạch đó là nếu mà chạy lọt chút xíu là đi lên cồn dính mắc cạn liền. Rồi bữa nay cũng xuất hành luôn nha anh em. Chiếc này tàu đực của chiếc cặp Minh Thư á. Chiếc này tên Minh Thư. Nghe lái đôi, chiếc này 3 mét mấy nha các bạn. Ha. 4 mét đổ lại. Mình thấy một chú cò. Mấy con nhỏ đang kiếm ăn ha. Quá nhiều. Rồi, chiếc này bữa nay cũng xuất hành luôn. Này gầm là nghề lưới nha các bạn. Lưới túi ha. Bịch ngay nó 1 mét mấy à? 1 mét 2. Đánh vòng vòng mé này các bạn. Chạy mấy đê ha. Không biết đê mấy. Rồi, chứ mà anh em thì đây là chiếc tàu đực nha anh em, tàu đực. Cũng xuất hành mùng 4 luôn nha. Chiếc này thì nó dài trên 15 mét rồi. Bề ngang thì nó khoảng 5 mét đổ lại thôi nha anh em. Lúc trước cũng làm tàu cái luôn mà, nhưng mà nhỏ quá thì làm tàu đực ha. Chủ ghe cho làm tàu đực luôn. Nhậu chưa? Chưa sáng hả? Nay làm sớm.
sớm chưa trời? Chắc là bút vô YouTube. Chiếc này là chiếc tàu cái nha anh em. Chiếc tàu cái. Đang trình biên phòng thôi nha. Trình trạm đó. Có không anh nuôi già nữa nè. Rồi chúng anh em thì đây là chiếc tàu đực nha. Trung cập hồi nãy. Hồi nãy là mình hơi bị lộn nha anh em. Mình đi bị lộn là tại vì hồi nãy mình thấy cái cẩu đó, nó không có dây nhiều cho nên ấy. Cái máy Hino nha. Nguy hiểm quá. Chiếc này, chiếc tàu cái này bề ngang cũng khoảng 5 mét đổ lại nha anh em. Bề dài nó trên 15 mét nè. Rồi anh, cái anh bên đây thì ảnh cho chạy rồi. Đầu năm đầu tháng này không ai muốn làm khó đâu. Cái anh tàu cái bên chiếc KD91780 TS đó, cho chạy rồi. Chiếc này lấy đôi mà lấy đôi nó hơi thấp anh em, nó khẩm trước mũi đó. Rồi nó nhỏng lái luôn. Rồi nó hơi mắc cạn rồi đó, hơi cạn rồi đó. Nước nó đang ròng từ từ ha.
Rồi trình trạm xong rồi nha các bạn. Giờ ra cào ha. Chiếc này nó dài dữ trời. Cái này bạn nghe nó nhỏ mà nó dài, mình nó dài. Bán này mũi nhọn nha các bạn. Mấy chiếc này trọng tải nó mình đoán khoảng hết mức là 35 tấn đổ lại thôi nha. Chiếc này nè, Cumin, Cumin mấy nó không biết, 350, 500. Ở vùng mấy anh em thì chắc giờ này cũng có người xuất hành rồi ha, đúng không? Mà mình cũng không biết tùy theo mỗi vùng ha. Kiên Giang này nói gì đó, mùng 4, mùng 6 và mùng 9. 3 ngày 9 ha. Mà anh này đi sớm sớm ra cào chắc có đồ rồi. Chiếc này có hai miệng cào các bạn, miệng cào ngày đó. Chứ miệng cào đêm nè. Cái phao nhỏ nhỏ đó là miệng cào ngày nha anh em. Còn cái phao bự đó là miệng cào ban đêm. Ha. Carrier 91780 TS.